Truyền thuyết đất nước Triệu Voi. Ngày xưa ở nước Lào có công chúa Amala vô cùng xinh đẹp, rất nhiều hoàng tử đều ao ước được cưới nàng về làm vợ. Phun sàng à, dù sao cô ta cũng chỉ là người trần, ta không bao giờ đồng ý cho con lấy người trần làm vợ cả. Thưa cha, nhưng chúng con thật sự yêu thương nhau, cả đời này con sẽ chỉ lấy nàng làm vợ thôi, xin cha hãy đồng ý. Ta đã nói không là không, con đường đường là hoàng tử trên trời mà lại đi kết hôn với người trần, thế thì ta còn mặt mũi gì nữa? Tuyệt đối không, đừng bao giờ nhắc lại điều này với ta nữa. Mau đi đi, đừng để ta nổi giận. Nhưng cha ơi. Đi ngay. Dù cha đã cấm cản như vậy thì mình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được sự đồng ý. Nhưng mình không thể sống thiếu nàng ấy được. Amala của ta ơi, ta phải làm sao đây? Mình không thể từ bỏ được. Nếu vua cha không muốn nàng ấy lên trời làm con dâu thì mình sẽ trốn xuống mặt đất với nàng ấy. Amala của ta, nàng đồng ý làm vợ ta chứ? Ta sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng. Liệu có được không? Chàng vốn là thần tiên trên thiên giới, còn em chỉ là một người phàm. Em sợ rằng cha mẹ chàng sẽ chẳng thể đồng ý cho chàng sống ở đây. Nàng đừng lo, ta nguyện đánh đổi tất cả chỉ để sống ở bên nàng mà thôi. Xin nàng hãy nhận lấy tấm chân tình của ta. Em đồng ý. Vậy là dù không được vua cha đồng ý, hoàng tử Gonzaga cũng quyết trốn khỏi thiên đình xuống trần gian để cưới nàng Amala. 10 ngày trên trời cũng bằng 10 năm dưới hạ giới. Khi Ngọc Hoàng phát hiện ra thì hoàng tử và công chúa Amala cũng đã có 3 đứa con. Giỏi lắm! Vì con ả đó mà dám trái lệnh ta trốn xuống trần gian ư? Ta sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó đâu. Tướng đại bàng đâu? Có thần, mau xuống dưới trần gian, bắt hoàng tử Phôn Sa Nga về đây ngay cho ta. Ai cản đường cứ việc tiêu diệt ngay tức khắc. Thần tuân lệnh. Hoàng tử kia rồi. Hả? Thần đại bàng, vua cha quyết không tha cho ta sao? Thả ta ra! Phôn Sa Nga, chàng ơi! Cha ơi, cha! Không, thả ta ra! Amala, các con của ta, ta không muốn trở lại trời đâu! Cha! Phôn Sa Nga! Mẹ ơi, đại bàng bắt cha đi đâu vậy? Sao cha lại bị bắt đi vậy hả mẹ? Không sao đâu các con, rồi cha sẽ sớm trở về thôi. Cha là hoàng tử trên trời nên cha còn nhiều việc phải giải quyết, xong việc rồi sẽ trở lại đây ngay. Phôn Sa Nga đã bị nhốt rồi mà vẫn ngày đêm mơ tưởng tới hạ giới, còn những người này thì con trai ta khó lòng mà ngoan ngoãn ở trên trời được. Tướng đại bàng đâu, hãy xuống trần gian tiêu diệt hết những kẻ đang khóc than kia cho ta. Hả? Kia chẳng phải là con đại bàng đã cướp cha ta đi hay sao? Nó lại xuống đây muốn gây sự gì đây? Chắc chắn nó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp rồi. Tên người trần kia, hãy nộp mạng cho ta. Ngươi gọi ta là tên người trần sao? Ngươi sai rồi. Dù sao cha ta cũng là hoàng tử trên trời, ngươi đừng coi thường ta. Giờ hãy xem dù ngươi có bản lĩnh tránh được những cú ném 100 phát 100 trúng của ta không. Ngươi đừng hòng phá gia đình ta nữa. Hãy mau mang cha ta trở về đây. Ngươi cứ là lính trên trời thì cũng sao có thể sánh bằng một tài nghệ của con trai hoàng tử cơ chứ. Cha ta nể ngươi không phản đòn, chứ ta không nể ngươi đâu. Cái gì? Hắn dám ném đá chết tướng đại bàng của ta ư? To gan, các ngươi hãy xem đây. Thần Triệu Voi đâu? Mau xuống trần gian tiêu diệt hết những kẻ to gan kia cho ta. Con trai, ta chính là thần đất ở đây, ta có việc cần thông báo với con. Thần đất ư? Có chuyện gì vậy ạ? Ông nội của con, tức Ngọc Hoàng trên trời, rất giận dữ vì việc cha các con đã trốn trời xuống đây. Ngọc Hoàng còn tức giận hơn nữa khi em của con đã ném đá chết tướng đại bàng. Thế nên ngài ấy đã cử thần Triệu Voi xuống tìm các con đó. Trời ơi, có chuyện đó sao? Con cảm ơn thần đất, con sẽ có cách lo liệu. Các em,
Ngọc Hoàng trên trời đã thật sự tức giận rồi. Chúng ta phải đồng lòng nghĩ cách chống lại kẻ thù, bảo vệ mẹ, bảo vệ cuộc sống bình yên của hạ giới. Đúng đó, chắc chắn Ngọc Hoàng sẽ tìm cách đối phó với chúng ta. Lần trước cậu hai dễ dàng thắng thần đại bàng rồi, nên vị thần lần này xuống đây chắc sẽ tài giỏi hơn. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Vâng, em biết rồi. Thần đất nói rằng Ngọc Hoàng cử thần Triệu Voi xuống. Em nghĩ rằng chúng ta phải chia ra các ngã để chặn đầu vị thần này đã. Em tán thành. Chúng ta may mắn có phép thuật và võ nghệ từ cha truyền lại. Tuy nhiên cũng phải hết sức cẩn thận. Các anh em chúng ta hãy cùng bảo trọng nha. Vậy là sau khi được thần đất nói trước, ba anh em của Amala và Fonsaga liền chia nhau ra trấn giữ các nơi. Người anh cả giữ rừng sâu, anh hai giữ vùng sông nước, em út thì giữ vùng cao. Tiến lên! Chiến đấu! Thần Triệu Voi, chúng tôi không có thù oán gì với thần. Ngọc Hoàng trên trời bắt cha chúng tôi đi, giờ lại còn đòi lấy mạng của chúng tôi và cả mẹ của tôi, thì chúng tôi không thể nào để yên được. Quả đúng là ta đã sai khi đánh người vô tội, giờ lại bại trận thế này cũng không thể về trời được. Chắc chắn ta sẽ phạm phải tội chết. Vậy xin các anh hãy cho ta ở lại đây để xây dựng lại những gì ta đã phá hủy. Ngài đã nói vậy thì chúng tôi cũng đồng ý. Hãy ở lại với chúng tôi. Về phần hoàng tử Fonsaga, từ khi bị bắt về trời, lúc nào cũng khóc than vì thương vợ nhớ con. Đàn chim te te nghe tiếng khóc, mũi lòng thương bèn xòe cánh kết thành một tấm thảm lớn, chở hoàng tử bay khỏi nơi giam giữ để về hạ giới gặp lại vợ con. Đất nước Triệu Voi cũng ra đời từ đó. Alexander và đất nước kỳ lạ. Thị trấn Gaza, Ba Tư, năm 300 trước công nguyên. Tấn công! Tấn công! Lấy được thành rồi! Chúng ta chiếm được thành trì Gaza rồi! Hỏi các binh lính của ta, kể từ khi các thành bang Hy Lạp cổ đại được thống nhất dưới sự cai trị của vua Philippus, cha ta Alexander cũng lấy làm tự hào vì ta đã chinh phục được phần lớn đế chế Ba Tư, chưa từng thua một trận chiến nào, và không phải hổ danh là con trai của ông ấy. Chúng ta đã tung ra 3 đợt đột kích, nhưng người Gaza vẫn kháng cự một cách dũng cảm, bất chấp họ phải đổ máu và bỏ mạng. Rất đáng khen. Ta không sợ một đội quân sư tử do cừu dẫn dắt, ta chỉ sợ quân đội cừu do sư tử chỉ huy. Nhưng nay bức tường thành chắc chắn này đã bị chọc thủng, ta sẽ sử dụng thành trì này như một lô cốt cho những cuộc hành quân xa tới Ai Cập và Lương Hà trong tương lai. Syria, Tiểu Á, Phoenicia và cả Gaza đây đã hoàn toàn được ta chinh phạt, và chính các ngươi là một phần của những chiến thắng đó. Ta sẽ tiếp tục hành quân thảo phạt tất cả các vùng đất trên thế giới này chừng nào ta còn hơi thở. Alexander đại đế muôn năm, muôn năm. Alexander tấn công như vũ bão, ai cũng phải khuất phục cúi đầu. Muôn năm, muôn năm. Bam, chúng ta đến địa phận Memphis chưa? Dạ bẩm, hạm đội của chúng ta theo lệnh ngài đã tiến tới Memphis ạ. Bây giờ hãy tiến quân về phía nam, dọc bờ bên con sông Nin. Ta nghe nói ở cửa ngõ đó có một thành trì rất vững chãi và thịnh vượng. Vâng, ác hẳn họ có tiềm lực quân sự rất khủng khiếp. Tuy binh lực ta mạnh và đang trong chuỗi ngày bất bại, nhưng thần thiết nghĩ chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Vậy thì càng là một miếng mồi hấp dẫn của ta. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta luôn ưa chuộng những gì khó nhằn. Chúng ta hãy chinh phạt nó để rộng đường tiến vào Ai Cập. Ta sẽ biến nó hoàn toàn thành vùng đất của Alexander này. Dạ rõ, thưa đức vua vĩ đại. Chắc chắn quân đội Memphis đang trấn thủ ở trong chiếc cổng thành đóng kín kia. Binh lính của Ai Cập nổi tiếng gan dạ và dũng cảm,
chúng ta phải hết sức đề phòng và cảnh giác. Không biết họ sẽ đối phó với chúng ta thế nào đây. Toàn thể binh lính chuẩn bị sẵn sàng. Chị ơi, bán cho tôi một túi táo đỏ. Đo cho tôi 60 thước vải, phải là lụa tơ tầm hạng 1 từ Bengal đó nha. Không quay ra chiến đấu lại chúng ta à? Binh lính của thành lũy này đâu hết rồi? Dạ thưa ngài, trái với chúng ta dự đoán, quả thực là nơi này không một ai để ý tới quân đội của chúng ta à? Họ vẫn buôn bán, đi lại rất bình thường, giống như là đang mời chúng ta đến chiếm lấy ấy à? Không biết họ có âm mưu gì không? Nhất định chúng ta phải hết sức cẩn thận. Sao lại thế nhỉ? Ta đã cất công dựng đồn trú, rồi luyện tập quân binh, chỉ để nhận lại thành trì một cách dễ dàng như thế này à? Mất mặt một đại đế bất bại như ta quá. Bẩm, thần sẽ cho quân của ta tỏa ra các hướng, xem xét tình hình thật tỉ mỉ, đề phòng chúng ta bị đột kích bất cứ lúc nào ạ. Được, hãy làm như lời ngươi nói. Ở đây họ để nghĩa địa ngay ngoài cửa nhà ư? Thật bất thường. Zubeji Tahira sinh năm 369, Savit Tahira sinh năm 340, Amun Tahira sinh năm 320. Đều chỉ có năm sinh, không có năm mất, lạ lùng thật. Ông Zubeji ơi, ông còn bánh ngọt không? Mau chạy vào chơi với Amun đi. Chú Savit cũng vừa nấu xong một nồi súp, cháu vào ăn cùng Amun nha. Dạ, cháu cảm ơn ông. Ông ta vẫn còn sống, cháu và con ông ta cũng còn sống. Tại sao lại khắc tên trên mũ? Ông lão kia, Alexander đại đế có lời muốn hỏi ông. Alexander đại đế là thanh gươm này à? Không, còn lắm điều à. Khôn hồn thì mau ra diện kiến ngài ấy đi. Không cần đô ban, cất gươm đi. Chúng ta sẽ nói chuyện bằng lý lẽ. Này ông lão, ông biết ta chứ? Ngài Alexander đại đế, không một ai trên thế gian này không rõ về ngài. Quân đội của ngài đang chiếm thành của chúng tôi. Vậy tại sao ngài không sợ ta? Vì tôi chẳng có gì để phải sợ ngài. Tôi chỉ là một dân thường, sống cuộc sống bình yên. Và tôi cũng không có nhu cầu tranh giành quyền lực với ai cả. Ngài cứ ở lại đây nếu ngài mong muốn. Sẽ không ai chống trả lại ngài đâu, miễn rằng ngài để chúng tôi được yên. Khi chiếm xong khu thành này, ta rất kinh ngạc. Các người quá kỳ lạ. Khắp nơi đều sạch đẹp, no ấm. Mọi thứ đều bình yên, không trộm cướp, không lừa lọc. Dân chúng coi nhau như người một nhà, không có vua quan gì cả. Không thấy cả người nào quá giàu hay ăn mặc xa hoa. Bẩm ngài, xưa nay ở vùng đất này sống rất bình dị. Chúng tôi không thích sự giàu có. Từ khi sinh ra, tôi đã được dạy rằng lòng tham lam tiền bạc và sân si quyền lực chỉ đem lại tội lỗi và phiền toái, mà chúng tôi thì không thích phiền toái. Vậy còn nấm mộ kia thì sao? Tại sao các ngươi còn đang sống mà đã dựng mộ như nghĩa địa trước cửa nhà thế? Ngay cả với trẻ con, các ngươi cũng không tha. Thưa Alexander đại đế, nấm mộ này nhắc cho chúng tôi nhớ đến kết cục của tất cả chúng ta. Kết cục của cả chúng ta? Giàu sang hay nghèo khổ gì thì kết thúc cũng là nấm mộ. Dù là vua chúa hay dân thường thì có ai không phải chết kia chứ? Bẩm ngài, cuộc đời nôm vậy thôi mà mấy chục năm trôi qua như một cái chớp mắt. Nếu may mắn, tôi sẽ sống được thêm, nghe con cháu kể chuyện đời sau. Nhưng có thể chỉ ngày mai thôi, trên nấm mộ đó sẽ khắc thêm năm mất của tôi. Chẳng ai lường trước được điều gì, vậy nên chúng ta đều phải sống có ích cho cuộc đời mình một chút, bằng tất cả sự bình yên và thanh thản. Binh lính, rút khỏi thành này, để nguyên vẹn tất cả. Ta sẽ không thay đổi bất cứ điều gì ở nơi đây. Alexander cảm thấy rất ấn tượng bởi những gì vượt lòng mong đợi ở vùng đất này, và tin rằng nó sẽ rất thịnh vượng. Ông hiểu rằng có gây đổ máu khắp nơi để giành lấy vinh quang lẫy lừng, rồi ông cũng trở về với cát bụi.
Lòng Hiếu Thảo của chim Oanh Vũ. Ngày xưa, ở núi Tuyết Sơn, có một con chim Oanh Vũ nọ sống cùng với cha mẹ già đều bị mù lòa. Ngày ngày, chim Oanh Vũ bay khắp nơi tìm kiếm cái ăn về cho cha mẹ. Nơi này đúng là khó kiếm đồ ăn thật. Bay lâu như vậy mà không thấy có chút thức ăn nào. Có lẽ chúng ta đi sai đường rồi. Vùng này chẳng có đồng ruộng gì cả, chỉ toàn là núi đá thôi. Tôi nghe nói ở phía đông, cách rừng của chúng ta không xa, có một cánh đồng lớn, người dân thường trồng hoa màu ở đó. Ngày mai chúng ta đi về hướng đó xem sao. Được, hẹn gặp lại các cậu ngày mai nha. Anh Vũ đã về đấy hả con? Có phải là con đấy không? Là con đây ạ. À? Hôm nay con về muộn hơn phải không? Phải đi, cha nghe thấy bên ngoài trời đã nổi gió rồi. Vâng, hôm nay con phải đi xa hơn so với mọi ngày để kiếm ăn, nên về hơi muộn một chút ạ. À? Con vất vả quá, chỉ vì cha mẹ già yếu lại mù lòa, không thể làm được gì, mà khiến con phải lặn lội ngược xuôi, chăm lo cho chúng ta. Hai cái thân già này đã làm khổ con rồi. Sao cha mẹ lại nói vậy? Cha mẹ đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn. Này cha mẹ già yếu, phận làm con, phải chăm sóc phụng dưỡng là phải đạo. Con không thấy vất vả, có cha mẹ ở bên là hạnh phúc, không phải ai cũng có đâu. Cha mẹ chớ suy nghĩ nhiều. Con đúng là có hiếu, có được đứa con như con cũng chính là niềm hạnh phúc lớn lao của cha mẹ. Con đã mang thức ăn về đây, cha mẹ ăn đi ạ. Thế con đã ăn chút gì chưa? Vào ăn cùng chúng ta đi chứ. Phải đấy, con phải ăn đi cho có sức. Đi kiếm ăn cả từ sáng sớm cho tới tối mịt thế này. Ơi, trên đường đi con đã ăn no kềnh cả bụng ra rồi đây này. Cha mẹ không phải lo cho con đâu. Hai người cứ ăn đi. Tuyệt quá đi, cả một cánh đồng lúa. Phiền để chúng ta tha hồ ăn rồi nha. Những ngày tới không cần phải bay xa để kiếm đồ ăn nữa. Nhưng những ruộng lúa này đều là của con người đấy. Nếu chúng ta bị họ phát hiện thì nguy. Đúng thế, ở đây tuy là có đồ ăn nhưng cũng nguy hiểm lắm. Chúng ta không nên ăn trộm thóc lúa của họ. Ôi trời, các cậu cứ lo xa làm gì. Chúng ta nhanh chóng ăn thật no rồi mau rời khỏi đây. Như thế là không lo gì nữa rồi. Chim sẻ nói đúng, dù sao chúng ta cũng chỉ ăn một lát là no căng rồi. Tranh thủ lúc ruộng còn chưa có người, ta ăn nhanh rồi về tổ nghỉ ngơi thôi. Lúa làng ta năm nay được mùa quá ông nhỉ? Phải đấy, đã mấy năm rồi lúa mới lại được mùa thế này. Thôi chết, chủ ruộng đến đây. Nè, đừng lên tiếng, họ sẽ phát hiện ra đấy. Hẳn là ơn trên thương xót nên mới cho chúng ta có mùa màng bội thu thế này. Đã là lộc trời ban thì nên để cho muôn chúng sinh trên đời được hưởng mới phải. Ý ông là nếu có thể dùng một phần lúa gạo năm nay để cứu giúp những mảnh đời đói khổ cũng coi như là một cách tạo phúc bạ. Hai cậu có nghe thấy không? Nghe thấy gì cơ? Ông chủ ruộng lúa nói cho chúng sinh cùng hưởng lộc trời ban đấy. Vậy là ông ấy muốn để lúa này cho tất cả các loài vật, trong đó có cả những loài chim chúng ta rồi. Liệu có phải là như vậy không? Thì chính ông chủ ruộng vừa nói vậy mà. Tôi cũng có nghe thấy. Ông chủ ruộng nói muốn dùng lúa gạo này cho đi để tạo phúc. Thì đúng rồi, chúng ta ăn lúa gạo ở ruộng này chính là giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện đấy. Ê, vậy thì tốt quá, từ giờ chúng ta có thể đến đây ăn mà không lo sợ bị đuổi bắt nữa rồi. Tôi có thể mang về những hạt thóc tươi ngon cho cha mẹ rồi. Ông chủ ruộng đúng là người nhân từ hiếm có đấy. Cha mẹ có thấy những hạt thóc có chất mẩy thơm ngon không ạ? À? Cả một cánh đồng lúa triệu bông rộng lớn mà ông chủ ruộng lại hào phóng cho tụi con đó. Cứu tôi với, chim sẻ ơi, chim ri ơi. Tôi biết làm thế nào bây giờ. Làm sao bây giờ ri ơi? Anh Vũ bị bắt rồi. Chúng ta bé nhỏ thế này làm sao mà cứu được cậu ấy chứ. Quay trở lại đó, chúng ta sẽ mất mạng. Cuối cùng ta cũng bắt được một con chim rồi nha. Thiết là mấy con chim đã bay mất. Lũ chim đáng ghét,
dám tới phá hoại hết cả ruộng lúa nhà ta. Thả tôi ra, sao ông lại bắt tôi? Ngươi còn dám hỏi ta, sao lại bắt ngươi à? Ruộng lúa nhà ta năm nay được mùa đẹp thế này mà mới chỉ mấy ngày ta không ra thăm ruộng thôi, lũ chim chóc các ngươi đã tới ăn sơ xác hết cả rồi. Ăn thóc của ta thì phải trả giá nghe chưa? Ai chà, con chim này có màu lông đẹp đấy nhỉ. Vì bộ lông này ta sẽ tha chết cho ngươi. Từ nay ngươi sẽ là vật nuôi của ta. Về nhà thôi. Không, không được, xin ông thả tôi ra đi. Sao thế chú chim nhỏ? Ở trong lồng này chưa quen nên muốn bay hả? Đừng cố nữa, ngươi sẽ không thoát được đâu. Tôi xin ông hãy thả tôi ra đi. Tôi không thể ở lại đây được. Thế là thế nào? Ngươi ăn hết bao nhiêu thóc nhà ta có biết không hả? Ngươi không thể đền thóc cho ta thì phải lấy thân trả nợ. Xin ông hãy tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi. Từ sau tôi không dám ăn thóc của ông nữa đâu. Người nói nghe dễ dàng quá. Người hại ruộng lúa của ta sơ xác, giờ chỉ biết lỗi là xong mà. Giờ không muốn mất mạng thì hãy ở lại đây với ta. Ta cho người nơi ăn chúng ở. Từ nay người không phải vất vả kiếm ăn cực khổ nữa. Ta sẽ chăm sóc tốt cho người. Sao rồi chú chim nhỏ? Đêm qua ngươi ngủ ngon chứ? Ôi, ngươi làm sao thế này? Sao ngươi không ăn chút nào vậy? Những hạt thóc tươi ngon này chính ta hái ở đồng lúa ngươi vẫn tới kiếm ăn cơ mà. Giờ tôi bị nhốt ở đây, cha mẹ không có ai chăm sóc, tôi còn lòng dạ nào để ăn nữa chứ? Ngươi còn có cha mẹ sao? Cha mẹ tôi có tuổi rồi, lại đều mù lòa cả. Ngày nào tôi cũng đi kiếm thức ăn về cho họ, nhưng nay ông bắt tôi nhốt lại đây thì không còn ai chăm lo cho họ nữa. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao ông muốn tích đức mà lại giăng bẫy để bắt tôi về đây chứ? Người nói vậy là sao? Lần đầu tiên tôi đến ruộng lúa đã nghe thấy ông nói là muốn cho chúng sinh cùng được hưởng lộc trời ban từ ruộng lúa của mình, cũng là để ông tạo phúc. Nhưng giờ ông lại vì tôi ăn lúa mà bắt nhốt tôi. Ta đã nói như vậy sao? Tôi đã nghe đó chính là giọng nói của ông, không thể sai được. Chẳng lẽ ông lại không nhớ gì sao? Ta nhớ rồi, đúng là ta từng nói như vậy. Chính vì nghe thấy lời nói đó mà tôi mới thường tới ruộng của ông để kiếm ăn. Không phải tôi có ý đồ xấu xa muốn trộm cắp thóc của nhà ông. Ông đã nguyện phát tâm làm việc thiện, vậy mà ông lại nỡ bắt nhốt tôi lại nơi này. Tấm thân nhỏ bé này chẳng thể làm gì khác, đành mặc tạo hóa xoay vần. Nhưng nghĩ về cha mẹ già không còn ai chăm sóc, tôi lại như đứt từng đoạn ruột. Ta không ngờ mình đã làm việc hồ đồ như vậy. Không những quên đi lời nói của mình mà còn gây ra lỗi lầm với ngươi. Chim Anh Vũ nhỏ, ta xin lỗi. Chim Anh Vũ, lòng hiếu thảo của ngươi thật đáng quý. Một loài chim nhỏ còn biết báo đáp công ơn dưỡng dục, sống có tình có nghĩa như vậy, ly nào ta lại có thể làm những chuyện sai trái được chứ? Ông chủ ruộng cảm phục lòng hiếu thảo của chú chim Oanh Vũ nhỏ đã trả lại tự do cho chú. Trước khi chim Oanh Vũ bay đi, ông còn hứa sẽ cho phép chim Oanh Vũ đến ruộng của mình lấy thóc về cho cha mẹ. Kể từ đó, câu chuyện về chú chim Oanh Vũ hiếu thảo được lưu truyền khắp nhân gian. Cha đẻ của thuốc sát trùng. Bệnh viện Hoàng gia Glasgow, nước Anh, năm 1854. Cấp cứu, cấp cứu, bệnh nhân bị tai nạn, cần phải phẫu thuật gấp. Về cơ bản là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Y tá, hãy chuyển ông ấy tới phòng hồi sức và theo dõi thật sát sao. Có biến chuyển gì thì cần báo ngay cho tôi. Vâng, tôi biết rồi ạ. Bác sĩ Lister, bệnh nhân phẫu thuật 2 ngày trước sốt cao, có khả năng xảy ra tình huống xấu. Ngài mau đến đó xem thế nào ạ. Tình hình sức khỏe của bệnh có vẻ không được khả quan lắm ạ.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình. Ông nhà đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Ông ấy đã bị nhiễm trùng sau phẫu thuật. Vết nhiễm trùng quá nặng và sức khỏe của ông ấy không thể chống chọi lại được nữa. Bác sĩ, chồng tôi đã sống sót qua cuộc phẫu thuật rồi cơ mà. Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này cơ chứ? Rõ ràng ca phẫu thuật đã thành công rồi cơ mà. Nếu không có ông ấy, làm sao tôi có thể sống nổi đây? Trời ơi là trời. Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn với gia đình. Mong bà mau chóng vượt qua được cú sốc tinh thần này ạ. Bác sĩ Lister đây là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây. Nhưng tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật là rất lớn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự ra đi của ông Joseph. Nhưng đã có rất nhiều bệnh nhân gặp trường hợp như ông nhà. Nhiễm trùng sau phẫu thuật thực sự là một biến chứng rất nguy hiểm thưa bà. Lại thêm một bệnh nhân ra đi vì biến chứng nhiễm trùng. Thật đáng buồn khi phải nhìn bệnh nhân của mình cố gắng phẫu thuật để giành lại mạng sống lại phải ra đi một cách đáng tiếc như vậy. Giá mà có một cách nào đó giúp tình trạng bệnh nhân có thể ổn định sau mỗi cuộc phẫu thuật thì tốt biết mấy. Trông anh già hơn hẳn lần gần đây nhất tôi gặp anh đấy. Có chuyện gì vậy thưa bác sĩ Lister? Điều gì khiến bác sĩ Lister phải nhọc lòng suy nghĩ tới nỗi già các người thế này? Dạo này anh phải phẫu thuật cho nhiều người bệnh lắm sao? Giáo sư Thomas, ông đừng gọi tôi như vậy, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Thế có chuyện gì mà anh lại như vậy? Không lẽ ở bệnh viện lại xảy ra chuyện gì không được như ý muốn ư? Cũng có thể nói là như vậy. Chà, nhìn anh có vẻ khá đăm chiêu. Ngài biết đấy, phẫu thuật đã cứu sống rất nhiều người qua khỏi cơn nguy kịch do bệnh tật, tai nạn. Nhưng sau đó, phải đến hơn nửa trong số họ chết vì những biến chứng sau phẫu thuật. Tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi nghĩ rằng tại sao họ đã có thể vượt qua những cuộc phẫu thuật lớn như thế, thì họ phải khỏe mạnh trở lại. Nhưng những biến chứng sau phẫu thuật lại dễ dàng cướp đi mạng sống của họ ngay tức khắc. Chà, anh đừng bi quan như vậy chứ. Đó là quy luật từ trước đến giờ rồi mà. Một khi đã chọn làm bác sĩ, thì anh phải chấp nhận đối diện với cái chết hàng ngày cơ mà. Tôi biết là thế, nhưng tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn bệnh nhân mình cứu sống lần lượt ra đi như vậy sao? Điều đó thật bất công đối với họ và với chính những người bác sĩ như chúng ta nữa. Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của anh. Trước đây khi còn làm bác sĩ, tôi cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy. Thậm chí tôi đã từng rất bi quan và nghĩ đến chuyện từ bỏ cái nghề cao quý này. Nhưng cuối cùng tôi không thể. Sứ mệnh của chúng ta là cứu sống bệnh nhân. Dù kết quả có không được như mong muốn, nhưng bác sĩ vẫn phải cứu giúp người bệnh hết lòng. Đúng là như vậy. Nhưng nhìn những bệnh nhân lần lượt mất ở phòng hậu phẫu, tôi thật sự rất muốn tìm được lý do. Đó là cảm giác rất đau khổ. Tôi muốn tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề đó. Để làm điều đó, tôi đã quan sát một vài bệnh nhân của tôi và những gì họ gặp phải. Mà điều kỳ lạ mà tôi nhận thấy là cùng là gãy tay, nhưng các vết thương bầm dập rất dễ lành. Còn các vết thương hở luôn khiến bệnh nhân sốt nóng, mừng mủ, hôi thối và cuối cùng dẫn tới tử vong. Tôi nhận thấy điều đó xảy ra ở hầu hết các bệnh nhân sau phẫu thuật. Vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu? Cuộc phẫu thuật tuy thành công, nhưng sau đó bệnh nhân lại sốt và tử vong. Phải chăng là do vết thương hở có tiếp xúc với không khí và vô tình gây nên một hiện tượng nào đấy? Giả thuyết của anh cũng khá là hợp lý. Thật tiếc vì tôi chỉ là một nhà hóa học, không thể giúp gì nhiều cho anh. Tôi không thể hiểu được những diễn biến về cơ thể con người. Nhưng tôi nghĩ rằng cuốn sách sẽ giúp ích cho anh rất nhiều đấy. Đây là cuốn sách nói về sự thối rữa ở cơ thể con người. Trong này phân tích rất rõ, biết đâu trong này sẽ có câu trả lời cho những gì mà anh đang thắc mắc. Louis Pasteur. Đó là một giáo sư rất nổi tiếng người Pháp.
Anh vừa nhắc tới hiện tượng thối rữa ở các bệnh nhân, tôi bỗng nhớ tới cuốn sách này. Louis Pasteur đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về vấn đề này và đưa nó vào sách. Tôi nghĩ ông ấy có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để tìm hiểu về hiện tượng thối rữa này. Ồ, ông ấy cho rằng trong không khí có những mầm vi sinh vật mà chúng ta không thể nhìn thấy, và những mầm vi sinh vật này đã gây ra hiện tượng lên men và thối rữa vết thương. Vậy thì điều mà tôi đang nghĩ tới cũng không phải là không có cơ sở. Rõ ràng là có một tác động nào đó khiến những vết thương hở của bệnh nhân tạo mủ và dẫn đến sốt cao rồi tử vong chứ. Tôi nghĩ rằng không khí nơi phòng mổ cũng có những mầm vi sinh vật này. Nó sẽ bám vào tất cả mọi nơi, mọi đồ đạc có thể. Chính nó đã khiến các vết thương sau phẫu thuật không thể lành lại được. Có lý đấy. Vi khuẩn ở mọi nơi xung quanh chúng ta, và nó nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Nếu như điều anh nghĩ là đúng, thì chỉ cần có thể làm sạch môi trường phòng bệnh và phòng phẫu thuật thì có thể hạn chế tình trạng biến chứng sau phẫu thuật. Vậy có cách nào để khử sạch chúng không? Theo như tôi đọc được trong sách, thì ngày Pasteur khử sạch chúng bằng cách đun nóng trong môi trường không có không khí. Nhưng trong bệnh viện thì không thể sử dụng cách này được. Điều này là bất khả thi. Chà, có vẻ vấn đề này khá nan giải. Chúng ta đã tìm được nguyên nhân, nhưng lại không có cách giải quyết chúng. Dù sao thì hôm nay, giáo sư cũng đã cung cấp cho tôi một tài liệu rất có giá trị. Tôi sẽ nghiên cứu thêm để tìm ra cách có thể làm sạch hết mầm vi sinh vật trong phòng phẫu thuật này. Anh đúng là một người bác sĩ tử tế. Nhất định anh sẽ thành công. Hãy cố gắng theo đuổi nó nha. Nếu cần gì từ tôi thì đừng có ngại. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh mỗi lúc. Chẳng lẽ không có một cách nào có thể làm sạch được phòng phẫu thuật sao? Liệu có một chất nào đó giúp làm sạch vi khuẩn trong phòng phẫu thuật được không ta? Răng, mở cửa xả số 5. Mở cửa xả số 5. Đây chẳng phải nhà máy xử lý rác thải của thành phố hay sao? Tại sao khi đi qua đây lại không hề có mùi hôi thối của rác thải nhỉ? Rác thải rất hôi thối. Chỉ cần đứng cạnh một thùng rác thôi là chúng đã bốc mùi nồng nặc rồi cơ mà. Vậy nhưng nhà máy xử lý rác thải lại không hề có chút mùi hôi vốn có của nó. Liệu có phải những tác nhân gây nên hiện tượng thối rữa, bốc mùi đã được loại bỏ trong quá trình xử lý nên nước thải mới sạch như vậy không? Mình phải đến hỏi bọn họ dùng cách gì mới được. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút. Tôi đi qua nhà máy xử lý rác thải này nhưng lại không hề ngửi thấy một chút mùi hôi nào. Thật kỳ lạ. Các anh đã dùng cách gì mà nước thải không còn bốc mùi hôi thối như vậy ạ? Chúng tôi dùng axit carbonic. Nó khử mùi và làm sạch rất tốt. Kết quả thì như anh thấy đấy, mùi hôi của hàng đống rác thải này đã hoàn toàn biến mất. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể xử lý dễ dàng hơn. Axit carbonic ư? Có lẽ đây là chìa khóa của vấn đề mà tôi đang tìm kiếm đây rồi. Cảm ơn anh. Đây sẽ là một trong những phát hiện lớn nhất trong lịch sử đấy. Bệnh nhân là một cậu bé 11 tuổi, gãy xương đùi do bị xe ngựa cán qua, chảy rất nhiều máu. Cậu bé cần phải được phẫu thuật ngay, thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, ông đang làm gì vậy? À, đây là axit carbonic. Nó có tác dụng làm sạch rất tốt. Tất cả các dụng cụ phẫu thuật cần được làm sạch bằng dung dịch này trước khi thực hiện ca mổ. Kể cả tay của chúng ta cũng vậy. Mọi người hãy lấy dung dịch axit này để rửa tay trước khi phẫu thuật đi. Cuối cùng, chúng ta đắp gạc đã được làm sạch lên vết thương hở. Hãy để ý thay băng gạc và theo dõi tình trạng của cậu bé thường xuyên. Có biến chuyển gì thì phải báo ngay cho tôi. Bác sĩ Lister, vết mổ của cậu bé 3 ngày trước đã dần lành lại rồi ạ. Nhanh như vậy sao? Vết thương không mương mủ hay bốc mùi gì chứ? Dạ không ạ, vết thương khô và dần lành lại như có một phép màu vậy. Chúng tôi cũng không thể tin được kỳ tích này. Tin tức mới đây, bác sĩ Lister của Đại học Glasgow đã tìm ra cách khống chế được cách biến chứng sau phẫu thuật.
chà, 12 người mà chỉ có 2 người chết thì quả thật là một kết quả khả quan đấy. Không được, không thể nào dùng dung dịch xử lý nước thải để dùng trong y tế, như vậy chẳng phải quá ô uế hay sao? Đúng vậy, chưa kể dùng axit carbonic khiến sức khỏe của các y bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy nhìn những đôi tay nổi đầy mụn nước của họ đi. Nhưng điều quan trọng nhất là hiệu quả điều trị, và nó đã được chứng minh. Những khuyết điểm khác hoàn toàn có thể nghiên cứu thêm để khắc phục mà. Các bác sĩ phẫu thuật ở Vương quốc Anh này sẽ không một ai đồng ý với phương pháp của ông đâu. Thưa ông Lister, nó quá bẩn thỉu và gây hại cho chính chúng ta. Nhất định tôi vẫn sẽ tiếp tục với phương pháp của mình. Điều tôi quan tâm là việc các bệnh nhân đã được cứu sống, và đó mới là mục đích của y học. Dù bị phản đối ở Anh, nhưng ở Đức, phương pháp của bác sĩ Joseph Lister được áp dụng rộng rãi, sau đó phổ biến dần qua các nước khác trên thế giới. Theo thời gian cùng sự phát triển của nghiên cứu y học, phương pháp sát trùng được thay thế bằng phương pháp vô trùng và khắc phục được tối đa những nhược điểm của phương pháp cũ. Không ai có thể phủ nhận những đóng góp của bác sĩ Joseph Lister đã đặt nền móng cho những phương pháp phẫu thuật sau này. Ông dần được các đồng nghiệp cùng quê hương Anh Quốc công nhận và sau này trở thành bác sĩ đầu tiên trở thành thương nghị sĩ Anh. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về giáo sư Joseph Lister ở Anh năm 1854. Bài học cậu bé dạy tiến sĩ. Hôm nay bà không phải đến cô nhi viện ạ. Lâu lắm rồi cháu mới thấy bà ở nhà vào cuối tuần. Ừ, chiều nay tiến sĩ Squibb có một buổi họp báo tại trung tâm thành phố. Bà là khách mời nên ở nhà chuẩn bị cho tươm tất một chút. Hả? Họp báo của tiến sĩ Squibb sao ạ? Có phải là người đang có tầm ảnh hưởng nhất thành phố mình không ạ? Cháu rất ngưỡng mộ bác ấy. Ôi trời ơi, cháu còn nhỏ như vậy mà đã hâm mộ một ông tiến sĩ rồi hay sao? Vâng ạ, bác ấy đã phát minh ra điều khiển cầm tay cho trò chơi điện tử mà cháu yêu thích. Cháu mới chỉ được nhìn bác ấy qua tivi mà thôi. Bà và tiến sĩ Squibb là bạn thời trung học. Bác ấy đã về nước, chuyển về căn nhà ở quận bên. Sắp tới, bà và bác ấy sẽ cùng hợp tác trong một dự án về giáo dục cho trẻ. Trời ơi, tuyệt quá ạ. Ngôi nhà ở gần đây, vậy là cháu có cơ hội được gặp thần tượng rồi. Ừ, sẽ có lúc bà phiền cháu mang đồ qua bên đó. Cháu sẽ phải chạy đi chạy lại nhiều đấy. Vâng ạ. Oh yeah. Xin chào tiến sĩ Swift, ngài vừa cho ra mắt công trình nghiên cứu về bộ mã hóa rút gọn. Đây quả là kết quả đáng mong đợi ạ. Ngài có muốn nói gì về thành phẩm này hay không ạ? Tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ được áp dụng vào thực tiễn, giúp ích được nhiều cho mọi người. Tuyệt vời quá, ông ấy thật đáng ngưỡng mộ. Thật là một người tài giỏi, mình phải học hành thật chăm chỉ. Sau này lớn lên, mình cũng sẽ làm tiến sĩ. Peter à, cháu có muốn cùng ta đến nhà tiến sĩ Squibb không? Hả? Thật sao ạ? Cháu phải đi thay bộ đồ đẹp nhất mới được. Thằng bé quá thật là lanh lợi. Ai đó ạ? Dạ, có quý bà Daisy đến tìm tiến sĩ Squibb. Làm phiền bà thông báo giúp ạ. Không biết hai người đã có hẹn trước với ngài tiến sĩ chưa? Tôi và tiến sĩ Squibb là bạn học. Tôi chưa có hẹn gặp, muốn tạo cho ông ấy một sự bất ngờ thôi. Dạ, theo quy định á, khách đến đây sẽ có hẹn trước với ngài Squibb. Thật không may, tiến sĩ lại vừa đi đến một hội thảo quan trọng rồi ạ. Hả?
Trời ơi, buồn quá đi. Không sao. Vậy khi khác chúng tôi quay trở lại. Nhờ chị chuyển đến tay của tiến sĩ hộp bánh này, ông ấy nhận thì sẽ biết là tôi đã đến. Dạ vâng, cảm ơn bà. Thôi con, mình về thôi Peter à. Đó không phải... Ai vậy chị? Dạ, có một quý bà và một đứa trẻ. Vẫn như mọi khi, tôi đã nói như lời ông dặn. Dạ, họ đã về rồi ạ. Quý bà kia còn gửi cho ông hộp bánh này nè. Chị làm tốt lắm. Đây đâu phải nơi mà ai cũng tùy tiện đến chứ. Đây là nhà của một tiến sĩ nổi tiếng cơ mà. Đến nhờ vả ta thì nên theo nguyên tắc của ta đi. Hộp bánh này... Dạ vâng, tôi xin đi làm việc tiếp đây ạ. Peter à, sao vậy cháu? Dạ, không ạ. Bác ấy đang ở nhà, nhưng tại sao lại không muốn tiếp khách chứ? Đây chẳng phải xe của quý bà Daisy sao? Daisy đã đến. Cả cô Min và anh Peter cũng đến nữa kìa. Dạ chào viện trưởng. Chào các cháu. Thấy mọi người, nhà bà Daisy là các cháu vui hơn hẳn. Lúc nãy nhìn thấy tiến sĩ Swift thì chúng co rúm lại. Tiến sĩ Swift đã đến rồi sao ạ? Tôi đã đợi bà đã 10 phút rồi chứ. Xe chở quà cho bọn trẻ của bà đến trước. Tôi đã giúp bà nhận và phân phát. Nhưng bọn trẻ con không đứa nào dám bén mảng tới gần. Dù tôi có gả cho chúng quà bánh đi chăng nữa, thật không hiểu nổi. Chắc là tại bộ dạng nghiêm nghị, thêm bộ râu xồm xoàm của ông làm chúng sợ đó. Hoặc là chúng biết tiến sĩ Swift là người siêu nghiện món bánh nướng tự làm này, nên không dám chia phần với ông á. Thì tại bọn chúng không ăn nên tôi mới tiện tay ăn đó chứ. Mà tôi tuy trông vậy nhưng nào có làm gì chúng đâu. Ta thân thiện mà, phải không mấy đứa? Hai con ra ngoài chơi với các em nha. Chúng ta vào trong trao đổi về quỹ học bổng cho cô nhi viện. Vâng ạ. Peter à? Chị Min. Em cầm hộp bánh này đến nhà tiến sĩ Swift nha. Mẹ chị đã thức cả đêm qua để làm đó. Đó là lời cảm ơn bác ấy vì chuyến từ thiện ở cô nhi viện ngày hôm qua. Vâng, em đi ngay đây ạ. Đây là lần đầu tiên một mình đến nhà của thần tượng. Phải gây thiện cảm với bác ấy mới được. Còn phải xin tiến sĩ chữ ký nữa. Dạ, cháu là Peter, người giúp việc nhà quý bà Daisy. Bà Daisy đã gọi điện trước cho tiến sĩ Swift rồi ạ. Mời cháu lên tầng 2, tiến sĩ đang ở trong phòng đọc sách đó. Mời vào. Dạ thưa tiến sĩ, cô Daisy bảo cháu mang hộp bánh này đến biếu bác ạ. Bà ấy đã gọi cho ta rồi, cháu để ở đó đi. Tiến sĩ, hộp bánh này là... Được rồi, cháu về đi. Nhưng thưa bác, cháu chỉ muốn xin bác chữ ký. Không thấy ta đang bận sao? Cháu đang làm mất thời gian của ta đấy. Chắc là công việc nghiên cứu bận rộn lắm, nên bác ấy mới dễ nổi cáo như vậy. Lần sau hy vọng mình sẽ xin được chữ ký. Cháu bảo cô Đại Sư lần sau không cần khách sáo như thế này nữa. Nhắn cô giúp ta, bánh cô làm rất ngon. Thôi, ta còn rất nhiều việc phải làm, cháu về đi. Chỉ thời gian của tiến sĩ là quan trọng, còn những người khác thì không cần quan tâm đến thời gian, công sức của họ hay sao? Bác ấy chẳng thân thiện, mà cũng thật ích kỷ. Bác ấy còn không bằng cô giúp việc nữa. Cô ấy khi nhận quà, còn biết nói lời cảm ơn nữa. Lâu rồi bà không qua chơi, nên hôm nay tôi phải qua thăm hỏi trước. Những chiếc bánh thay sự hiện diện của tôi thăm ngài mỗi ngày đấy.
mỗi lần đến nhà ngài tiến sĩ là phải xếp hàng, đặt lịch trước. Tôi thấy vất vả quá nên đành tạm hoãn lại sao vậy? Tôi vốn lỗ mãng nên hay làm phật ý mọi người. Cũng tại mấy tài báo chí hay tìm lý do đến nhà để quay chụp phỏng vấn nên tôi mới phòng bệnh hơn chữa bệnh bà. Peter à, vào đây đi em. Bác Swift, thần tượng của cháu đến chơi đây nè. Nhưng bây giờ bác ấy không còn là thần tượng của em nữa. Không thấy ta đang bận sao? Cháu đang làm mất thời gian của ta đấy. Nhưng ta có một tật rất xấu. Một khi đã tập trung thì tuyệt đối tập trung. Những lời hỏi han khiến ta sao nhãng, cho nên chúng sẽ trở nên vô nghĩa với ta. Hôm ấy là một ví dụ. Ta đang bận làm bản thảo cho cuốn sách mới. Ta không có ý coi thường cháu đâu. Ta xin lỗi. Vâng, nhưng cháu nghĩ cháu vẫn cần dạy cho tiến sĩ một bài học để bác rút kinh nghiệm. Ô trời, dạy cho bác một bài học sao? Vâng ạ. Bác hãy giả vờ ngồi như đang làm việc đi, còn cháu sẽ vờ như đang gõ cửa. Bà chủ cháu gọi biếu bác chút thịt xông khói ạ. Peter, đó không phải là cách biếu quà đâu. Cháu hãy ngồi vào ghế, đổi vị trí cho ta nha. Hãy xem cách bác làm và rút kinh nghiệm cho lần sau nè. Sau khi người ngồi bên trong cho phép thì cháu mới được vào. Thưa bác, bà chủ cháu gửi đến ngài lòng ưu ái và hy vọng ngài nhận chút thịt xông khói do con dâu bà làm. Đúng là như vậy. Vậy cho ta gửi lời cảm ơn đến bà Daisy nha. Bên ngoài nắng nóng, cháu đi bộ đường xa chắc rất khát. Cháu ngồi nghỉ và uống nước đi. Ta cảm tạ riêng cháu bằng $2 nha. Chuyện này... Ai cũng có thời gian của riêng mình. Người giúp việc cũng phải đội nắng đội mưa, bỏ dở việc đang làm để mang đến cho mình. Nếu bác không cho họ thêm gì, cũng nên mời họ một cốc nước để họ mát lòng. Thì ra là vậy. Ta sơ ý quá. Ta sẽ rút kinh nghiệm vào những lần sau. Ôi trời ơi, ta cũng cần phải học hỏi một đứa bé và làm theo. Đây là sơ suất của chúng ta. Cảm ơn cháu nhà Peter. Nếu bác Swift bận thì có thể để cô giúp việc mời cháu nước cũng được ạ. Bác đừng nói cảm ơn cho có rồi đuổi cháu đi như thế. Đến cả một cái liếc nhìn bác cũng chẳng trao nữa. Đúng là một bài học đắt giá mà một cậu bé 9 tuổi đã dạy cho một ông tiến sĩ già như tôi. Bác cảm ơn Peter rất nhiều. Dạ, cảm ơn bà. Cháu về đây ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.